cùng nhau đến với chương trình Siêu thị may mắn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của công ty Nệm Vạn Thạnh. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là một lần nữa chúng ta lại cùng nhau có mặt với Siêu thị may mắn, một siêu thị tràn ngập những tiếng cười, tràn ngập niềm vui. Và chắc chắn khi chúng ta có mặt với Siêu thị may mắn, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những niềm vui và những phần quà rất tuyệt vời của chương trình. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng nhau tìm ra 3 người may mắn để tham gia trò chơi đầu tiên trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình. Người đầu tiên là thí sinh có logo của công ty sữa quốc tế IDP. Và thí sinh thứ hai là ai? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty Kềm Nghĩa. Và thí sinh thứ ba là ai? Chúng ta cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có logo của sản phẩm Tidon. Xin mời 3 thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Khán giả thân mến, chúng ta đã tìm được 3 người may mắn đầu tiên tham gia ở phần thi này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe họ giới thiệu về mình. Xin mời các bạn. Tôi tên là Đinh Thị Hồng Nguyệt. Tôi hiện tôi là nhân viên của công ty truyền hình cáp Sông Thu. Tôi rất vui khi được tham gia chương trình này. Và bây giờ sẽ là thí sinh thứ hai. Xin chào quý vị khán giả, mình là Hồ Vĩnh Ngọc. Hôm nay là Ngọc rất là vui khi mà được mời đến tham dự chương trình Siêu thị may mắn. Hy vọng là hôm nay Ngọc sẽ thật là may mắn. Chúng ta đã nhận ra gương mặt rất quen thuộc ca sĩ Hồ Vĩnh Ngọc, người đã đoạt giải nhất của cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì xin mời người thứ một thử thách. Đó là trong vòng 2 phút, các bạn sẽ bước vào siêu thị của chúng tôi để mua sắm, mua sao cho trong đúng phạm vi 1 triệu đồng. Chấp nhận sai số công trừ 5%. Nếu đúng trong phạm vi cho phép, các bạn sẽ được nhận nguyên xe quà. Và bạn nào có mức sai số thấp nhất, bạn đó sẽ là người chiến thắng. Và người chiến thắng thì sẽ được nhận giải thưởng 800 điểm và được bước vào vòng thi thứ hai. Còn hai người còn lại sẽ nhận được giải thưởng là 500 điểm. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn, chúng ta hãy xem thử hàng hóa trong siêu thị may mắn phong phú như thế nào nào. Xin mời. Nồi Fortune kim hằng được sản xuất bằng nhôm tinh chất, nắp kín chịu nhiệt không vỡ, xử lý bề mặt đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểu dáng hiện đại, tay nắm rời mới lạ, độc đáo tiện dụng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao 11 năm liền. Kim hằng, bạn của người nội trợ. Kềm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng. Đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Đệ Nhất Mì Gia, sản phẩm cao cấp được chiết xuất từ thịt tươi nguyên chất, nhiều rau tươi, đa dạng mùi vị. Mì Đệ Nhất sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, đậm đà hương vị Việt Nam. Sản phẩm của công ty Asicup Việt Nam. Hải Cẩu Nang Khang Minh, tăng cường sinh lực, trị nhược dương, đau lưng, mỏi gối, mệt mỏi hay quên. Sản phẩm đạt huy chương vàng về tiêu chuẩn chất lượng tại hội chợ quốc tế Cần Thơ năm 2005 do công ty dược phẩm Khang Minh sản xuất và phân phối. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Tidon Plus, thành phần chứa paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau đầu nhanh chóng, không gây buồn ngủ. Ngoài ra Tidon Plus giúp giảm đau răng, đau lưng, đau sau chấn thương. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OPV. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Gel rửa tay SPK, kiểu dáng đẹp, sang trọng, hương thơm độc đáo, có tác dụng diệt khuẩn, khử mùi, giữ ẩm và dưỡng da tay với vitamin E, thích hợp sử dụng hàng ngày trong gia đình, văn phòng, bệnh viện, khách sạn. Sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, rạng đông SPK, hương sắc cho cuộc sống. Nào, bây giờ thì xin mời các thí sinh hãy cùng với sự hỗ trợ của tất cả mọi người ở đây cùng bước vào siêu thị và mua sắm ngay. 1, 2, 3, bắt đầu! Thì mua rất nhiều dầu ăn. Nhớ là lấy sản phẩm trên cả 3 kệ hàng nhé. Đầy giỏ có thể cho vào xe rồi xách giỏ đi mua tiếp. Còn 35 giây nữa, hãy nhanh chóng lên, hãy nhanh tay lên nào.
có lấy thêm được không? Nhanh lên, nhanh nhanh nhanh, còn 2 giây nữa và hết giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho các thí sinh. Với chiếc máy tính tiền điện tử mà công ty Lý Phú Vinh cung cấp cho chương trình thì chúng ta sẽ tính rất nhanh thôi. Trước tiên là chị Nguyệt đã mua 10 hộp sữa đặc có đường của Doji 115.000 đồng, 10 chai dầu ăn thực vật Vina Oil 245.000 đồng, 6 gói bột ngọt Vedan 75.000 đồng, 2 hộp sữa bột XO của Nam Giang 490.000 đồng, 1 chảo của Nominoc Kim Hằng 112.000 đồng. Chúng ta hãy xem tổng số tiền mà chị Nguyệt đã sử dụng là bao nhiêu đây. Tổng số tiền mà chị Nguyệt dùng là 1.037.000. Xin chúc mừng như vậy cho hàng đã thuộc về chị. Chúng ta cùng nhau tính tiền cho bạn Hồ Bích Ngọc. Bạn đã mua 10 gói hạt nêm từ thịt heo của Vedan 135.000 đồng, 6 hộp sữa đặc có đường của Doji 69.000 đồng, 4 chai dầu thực vật Vina Oil 98.000 đồng, 2 chai mật ong Việt Honey 62.000 đồng, 2 chai nước lau sàn của Gip 36.000 đồng, 1 chảo của Nhôminốc Kim Hằng 135.000 đồng, 2 gối ngủ Vạn Thành 462.000 đồng. Và Hồ Bích Ngọc thử xem tổng số tiền mà bạn đã sử dụng nhá. Bạn dùng 997.000 đồng. Xin chúc mừng bạn. Rất tuyệt vời, cả hai thí sinh của chúng ta đã đều mua rất chính xác. Không biết người thứ ba thì sao đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tính tiền cho chị Loan. Chị đã mua 5 túi bột ngọt Vedan 62.500 đồng, 3 kiềm nghĩa 102.000, 4 mì Moden của Acecook 14.000 đồng, 4 gíp nước lau sàn 72.000 đồng, 2 chai gíp nước tẩy toilet 38.000 đồng, 3 chai gíp nước tẩy rửa 54.000 đồng, 2 chai dầu thực vật Vina Oil 49.000, 1 sát thơm Sara 17.000, 1 sát thơm Laura 13.000, 2 gel rửa tay SPK 50.000, 1 vỉ nướng Kim Hằng 125.000, 2 gối cao su Vạn Thành 462.000 đồng. Như vậy là chúng ta đã tính xong tiền và chị cũng mua rất nhiều hàng. Liệu chị có chiến thắng không nhỉ? Chúng ta hãy cùng xem số tiền chị sử dụng nhé. 1.058.500 đồng. Rất tiếc chị chỉ bị lố mất có 3.500 đồng thôi. Vậy mà chị không được nhận xe quà này rồi. Nhưng không sao, chị đã có thật nhiều niềm vui và đã cùng vượt trải qua thử thách của chúng tôi, đúng không? Xin cảm ơn chị. Quý vị khán giả thân mến, sau vòng thi này thì bạn Hồ Bích Ngọc và bạn Nguyệt đã mua đúng trong phạm vi cho phép nên cả hai bạn đã nhận được xe hàng. Còn chị Loan thì mua vượt phạm vi cho phép nên chưa nhận được xe hàng. Chị Loan thì bị lố mất 8.500 đồng mà thôi, rất là tiếc đúng không? Và trong bạn Ngọc và bạn Nguyệt thì bạn Ngọc có mức sai số thấp hơn nên chính vì vậy bạn Ngọc đã giành quyền bước vào vòng sau của chương trình và nhận giải thưởng của vòng này là 800 điểm. Xin chúc mừng bạn Ngọc. Chị Nguyệt sẽ ra về với một xe quà chị đã mua đúng và chị được nhận giải thưởng là 500 điểm. Và chị Loan cũng nhận được giải thưởng là 500 điểm. Xin được chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau đến với trò chơi dành cho khán giả truyền hình. Và bây giờ sẽ là đáp án cũng như kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Ở Việt Nam có một loại phương tiện giao thông mà những du khách khi đến tham quan rất thích thú khi được ngồi trên đó và dạo quanh phố phường. Đó chính là những chiếc xích lô. Và chiếc xích lô ở Việt Nam thì mỗi miền đều có những đặc điểm khác nhau. Chiếc xích lô miền Bắc, chiếc xích lô miền Trung, chiếc xích lô miền Nam. Và lần đầu tiên trong năm vừa qua đã có một lễ hội xích lô được tổ chức tại Huế. Ở đây đã quy tụ tới 300 chiếc xích lô với những đặc điểm khác nhau của ba miền Bắc, Trung, Nam. Và những người đặt xích lô đã được gặp gỡ, được trò chuyện, giao lưu cùng với nhau. Và một điều thú vị hơn nữa đó là 300 chiếc xích lô đã diễu hành trên khắp phố phường của thành phố Huế. Và mỗi xích lô đều có những đặc điểm riêng. Ví dụ như là xích lô chở gió, xích lô chở quạt thơ, xích lô chở tình yêu, xích lô chở những thơ ngây của học trò. Và đó là điều thú vị cho những du khách khi đến thăm Huế trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng xin chúc mừng những vị khán giả nào đã chọn đáp án 3 trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy thử xem những kết quả trong tuần vừa qua như thế nào đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm phím ngẫu nhiên để tìm ra người may mắn trong tuần vừa qua. Trong tuần qua đã có 4.382 lượt khán giả tham gia trả lời câu hỏi của chương trình. Trong đó có 1.394 lượt khán giả đã có câu trả lời chính xác.
Và bây giờ chúng ta cùng chúc mừng cho chủ nhân của số điện thoại nào đây. Xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0122-891-0717 đã gọi về vào lúc 20:55 ngày 9 tháng 3. Xin chúc mừng vị khán giả may mắn đã sở hữu giải thưởng trị giá 5 triệu đồng của hệ thống thế giới di động.com. Còn tuần này thì sao? Những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn sẽ được gửi tặng từ công ty nhôm inox Kim Hằng và hệ thống thế giới di động.com. Một việc vô cùng đơn giản, nếu như quý vị muốn nhận được giải thưởng của tuần này, đó là hãy gọi điện về cho chương trình để trả lời câu hỏi. Ngay bây giờ tôi sẽ đưa ra câu hỏi đây. Câu hỏi cũng liên quan tới những phương tiện giao thông. Theo bạn, trong năm 2007, lễ hội Vespa cổ đã được tổ chức vào thời gian nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là ngày 29 tháng 3, đáp án số 2 là ngày 29 tháng 4 và đáp án số 3 là ngày 29 tháng 5. Các bạn chọn đáp án nào đây? Một trong 3 đáp án thôi nhé. Và hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8340 với nội dung tin nhắn STMM khoảng cách X, trong đó X từng với đáp án 1, 2 hoặc 3 của câu hỏi. Và chúng tôi sẽ tìm ra người may mắn bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên trên máy vi tính trong tổng số những cuộc gọi cũng như những tin nhắn có phương án trả lời chính xác. Chính vì vậy, chúng ta gọi điện nhiều, nhắn tin nhiều thì số điện thoại của chúng ta xuất hiện trong hệ thống càng nhiều, và chính vì vậy cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Nào, hãy nhanh lên để sở hữu giải thưởng của tuần này. Giải thưởng trị giá 2 triệu đồng là một phiếu mua hàng tại hệ thống thế giới di động.com. Ở nơi đây thì chúng ta có thể mua được rất nhiều những loại máy vi tính cũng như những loại điện thoại đời mới nhất. Hãy ghé thăm một lần và hãy lựa chọn cho mình nếu như trong tay quý vị có một phiếu mua hàng miễn phí của chương trình siêu thị may mắn. Nào, hãy nhanh lên gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Bà đang cầm trên tay nhé. Hả? Vị vị nướng Kim không Hằng. Phải giống như cái nồi á, cái chảo. Chảo Kim Hằng. Có mấy cái lỗ lỗ á. Vị nướng Kim Hằng. Không phải. Bà nhìn gợi ý rõ hơn xem nào. Cái này dùng để làm gì? À, giống như là cái mà gần như cái rổ vậy á. Cái này người ta có thể gọi là cái rổ cũng được, mà gọi là cái giá cũng được. Mà bạn lúc đầu bạn bảo là cho con gà vào để chín. Tôi không biết làm sao để có thể chín con gà với cả cái rổ hoặc là cái giá được ạ. Rổ rá inox Kim Hằng, sản xuất bằng inox cao cấp, kiểu dáng hiện đại độc đáo, tiện dụng khi rửa rau quả, thiết thực và đẹp mắt khi sử dụng trên bàn ăn. Sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 11 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Như vậy là bạn cũng chưa có sự gợi ý để cho người chơi có thể đoán được. Và trong này thì còn một sản phẩm nữa mà các bạn không lựa chọn để gợi ý. Sản phẩm này rất dễ gợi ý đúng không? Đây là sản phẩm là máy tính tiền của công ty Lý Phú Vinh đúng không? Tại sao lại không lấy ra để gợi ý nhỉ? Rất là đáng tiếc. Máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh chuyên dùng quản lý các loại hình bán sỉ, bán lẻ và các dịch vụ giải trí. Lý Phú Vinh, nhanh chóng, chính xác. Như vậy thì bây giờ xin mời các thí sinh, chúng ta sẽ cùng bỏ những cặp mắt kính ra và chuẩn bị đến với phần công bố kết quả và trao giải thưởng cho các bạn. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã có kết quả như sau. Bạn Hồ Vĩnh Ngọc đã trả lời rất chính xác về sản phẩm bởi sự gợi ý rất chi tiết và cũng rất thông minh của người hỗ trợ dành cho bạn. Như vậy thì bạn đã giành chiến thắng và bạn nhận được giải thưởng của vòng thi này là 800 điểm. Và bạn sẽ bước vào vòng thi tiếp theo. Xin chúc mừng. Còn chị Lan và bạn Trung thì sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm là 500 điểm. Xin chúc mừng cả ba thí sinh. Quý vị khán giả thân mến, không biết quý vị đã lựa chọn được đáp án cho mình hay chưa? 1, 2, 2 hay là 3? Đáp án nào đây nhỉ? À, không biết có quý vị nào đã bỏ lỡ không kịp nghe câu hỏi không? Tôi sẽ nhắc lại câu hỏi một lần nữa nhé. Câu hỏi đó là, theo bạn, lễ hội Vespa cổ được tổ chức tại nước ta trong năm 2007 khoảng thời gian nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là ngày 29 tháng 3. Đáp án số 2 là ngày 29 tháng 4. Và đáp án số 3 là ngày 29 tháng 5. Các bạn hãy lựa chọn đi một trong 3 đáp án này thôi nhé. Và hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8340. Chúng tôi sẽ tìm ra người may mắn bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên trên máy vi tính trong tổng số tất cả các cuộc gọi cũng như những tin nhắn có sự lựa chọn chính xác về đáp án của chương trình.
Chính vì vậy chúng ta càng gọi nhiều, càng nhắn tin nhiều thì số điện thoại của chúng ta xuất hiện trong hệ thống càng nhiều, và như vậy cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Và giải thưởng bây giờ không phải là 2 triệu đồng nữa mà đã được tăng lên là 3 triệu đồng, một phiếu mua sắm miễn phí tại các cửa hàng của hệ thống thế giới di động.com. Ở nơi đây chúng ta có thể mua được các loại máy tính cũng như những loại điện thoại di động mới nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội đến tham quan và mua sắm miễn phí với giải thưởng trong chương trình siêu thị may mắn. Nào, hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi đi để trở thành người chiến thắng và sở hữu những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Khán giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra hai thí sinh nữa để bước vào vòng 3 của chương trình cùng với Hồ Bích Ngọc, người đã chiến thắng ở hai vòng thi vừa rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi lên màn hình. Xin chúc mừng thí sinh có logo của siêu thị nội thất Phố Sinh, thương hiệu nội thất hàng đầu Việt Nam. Và người thứ hai sẽ là ai đây? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty Nhôm Inox Kim Hằng. Xin mời hai thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau gặp gỡ với hai thí sinh mới của vòng thi này. Một gương mặt mà quý vị cũng rất quen thuộc đúng không? Ca sĩ Thanh Thúy. Xin chào quý khán giả của chương trình Siêu Thị May Mắn. Mình rất là yêu thích chương trình này và rất là hâm mộ anh Quốc Bình. Hôm nay thì mình rất là vui khi được tham gia Siêu Thị May Mắn và hy vọng rằng mình cũng sẽ thật là may mắn. Thật là bất ngờ khi được nghe ca sĩ Thanh Thúy nói như vậy. Xin cảm ơn bạn. Mặc dù tôi biết bạn đang an ủi tôi thôi. Và bây giờ thì chúng ta cùng gặp gỡ với thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Trang. Mình là sinh viên năm 2 Đại học Ngoại thương. Rất là mong các bạn sẽ cổ vũ cho mình. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng thi này và các bạn sẽ theo dõi ở trên sân khấu. Trên sân khấu có 6 cô gái rất dễ thương của siêu thị may mắn. Mỗi cô gái đều đẩy một chiếc xe đẩy và ở trên xe đẩy đó thì sẽ có một chiếc logo của một sản phẩm. Các bạn hãy theo dõi thật kỹ bởi vì các cô gái sẽ đổi vị trí cho nhau và chúng ta phải nhớ xem là logo nào nằm trên xe hàng nào. Chúng ta có thể theo dõi thật kỹ và có sự liên tưởng giữa các logo và những hàng hóa trên xe cũng như những cô gái để chúng ta có thể lựa chọn chính xác. Bởi vì sau khi họ đổi chỗ cho nhau xong thì tôi sẽ có 6 chiếc logo giống như vậy sẽ đưa cho các bạn. Và các bạn hãy sử dụng những logo đó và đặt vào những chiếc xe mà bạn cho rằng trong xe đó có logo giống như vậy. Với mỗi sự lựa chọn đúng thì các bạn sẽ ghi được 1 điểm và chúng ta sẽ có 2 lượt lựa chọn như vậy. Sau đó bạn nào có nhiều điểm nhất, bạn đó sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp chúng ta có số điểm ngang nhau thì chúng ta lại tìm ra người chiến thắng bằng cách rút thăm may mắn. Các bạn đã hiểu luật chơi đúng không? Bây giờ thì xin mời các bạn cùng gặp gỡ với những cô gái rất xinh đẹp của siêu thị may mắn. Đầu tiên chúng ta thấy logo của Kềm Nghĩa và logo của Nhôm Inox Kim Hằng. Rồi tiếp theo là logo tạp chí HTV và tạp chí Thời Trang Trẻ, những tờ tạp chí rất quen thuộc với độc giả. Và logo của Tidal Plus và logo của Mì Đệ Nhất. Những cô gái của chúng ta sẽ đổi chỗ cho nhau. Và các bạn nhớ thật kỹ nhé, những vị trí mà chúng ta vừa nhìn thấy với những chiếc logo. Rồi, chúng ta đã theo dõi rất kỹ đúng không? Bây giờ thì xin mời các thí sinh cùng bước về sân khấu để chuẩn bị cho lượt lựa chọn của mình. Lúc này trên tay tôi là 6 logo, giống như 6 logo mà chúng ta vừa được theo dõi trên những chiếc xe hàng. Tôi sẽ đưa cho các bạn mỗi người một logo ở lượt lựa chọn đầu tiên. Các bạn hãy đặt chiếc logo này vào đúng chiếc xe mà các bạn nghĩ rằng ở trong đó cũng có logo giống như vậy. Xin mời các bạn. Và đây là 6 chiếc xe các bạn hãy lựa chọn, đặt chiếc logo này vào. Nào, nhanh lên, xin mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lượt lựa chọn đầu tiên của các thí sinh.
Hồ Bích Ngọc đã chọn ở đây có tạp chí Thời Trang Trẻ. Chúng ta hãy xem thử xem logo đằng sau tấm bảng này là gì nào. Tạp chí Thời Trang Trẻ, chính xác, xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với chiếc xe của Thanh Thúy. Và bây giờ thì chúng ta cùng kiểm tra chiếc xe này. Bạn đã đặt logo Kim Hằng vào đây và cho chúng tôi biết sản phẩm logo đằng sau là gì nào. Chính xác, xin được chúc mừng. Rổ rá inox Kim Hằng, sản xuất bằng inox cao cấp, kiểu dáng hiện đại độc đáo, tiện dụng khi rửa rau quả, thiết thực và đẹp mắt khi sử dụng trên bàn ăn. Sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 11 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Và hai thí sinh đầu tiên đã có sự lựa chọn chính xác. Chúng ta cùng đến với chiếc xe thứ ba xem nào. Chúng ta hãy thử xem sự lựa chọn của bạn Trang có chính xác hay không nào. Bạn Trang đã đặt vào đây là logo của Tidon Plus. Và hãy cho chúng tôi biết logo đằng sau đây là gì nào. Tidon Plus xin chúc mừng. Tidon Plus, thành phần chứa paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau đầu nhanh chóng, không gây buồn ngủ. Ngoài ra Tidon Plus giúp giảm đau răng, đau lưng, đau sau chấn thương. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OPV. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Như vậy là lượt lựa chọn đầu tiên cả ba thí sinh đều đã chính xác. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuẩn bị đến với lượt lựa chọn thứ hai. Các xe đã được đảo vị trí và các bạn hãy nhớ thử xem xe nào sẽ có logo của mình cầm trên tay nhé, và các bạn sẽ đặt logo đó vào. Xin mời các bạn với chiếc logo lần thứ hai này. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tiến lại gần chiếc xe nào mà bạn nghĩ rằng trong đó có logo giống như mình đang cầm trên tay. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng kiểm tra lượt lựa chọn thứ hai này của các thí sinh. Bạn Ngọc đã đặt vào đây logo của đệ nhất Mì Gia. Và hãy cho chúng tôi biết đằng sau đây là logo gì nào. Đệ nhất Mì Gia, xin chúc mừng. Đệ nhất Mì Gia, sản phẩm cao cấp được chiết xuất từ thịt tươi nguyên chất, nhiều rau tươi, đa dạng mùi vị. Mì đệ nhất sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, đậm đà hương vị Việt Nam. Sản phẩm của công ty Asicup Việt Nam. Xin chúc mừng bạn và chúng ta cùng đến với chiếc xe của Thanh Thúy. Thanh Thúy cũng đã đặt logo Kiểm Nghĩa vào đây và chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Xin mời logo đằng sau tấm bảng này nào. Xin chúc mừng bạn, chính xác luôn. Kiểm Nghĩa, nhóm kềm thép. Nguyên liệu thép được nhập từ Đài Loan, là loại thép chế tạo chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu chống mài mòn cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác. Có độ cứng đạt tiêu chuẩn với nhiều màu sắc để lựa chọn phù hợp với sở thích và thói quen thường dùng. Cả hai thí sinh của chúng ta đã có sự lựa chọn chính xác. Và bây giờ còn một thí sinh cuối cùng. Chúng ta hãy xem thử bạn Trang có sự lựa chọn chính xác hay không nhé. Bạn Trang đã đặt vào đây là tạp chí HDV. Và hãy cho chúng tôi biết đằng sau đây là gì nào. Oh, lần này bạn có sự lựa chọn sai mất rồi. Bạn lại chọn nhầm là Tidon Plus. Như vậy thì hai thí sinh đã có hai sự lựa chọn đúng, còn bạn Trang thì mới có một sự lựa chọn đúng mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy thử xem tạp chí HTV đang nằm ở trên xe nào nhỉ. Xin mời bạn hãy cho chúng tôi biết đằng sau tấm bảng này là gì nào. Đây là tạp chí HTV đấy nhé, bạn phải đặt ở xe bên này. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá cả 6 chiếc xe này. Bây giờ thì bạn Hồ Bích Ngọc và bạn Thúy đang có cùng số điểm. Mỗi người đều có 2 điểm. Vậy ai sẽ là người chiến thắng đây? Chúng ta sẽ phải tìm ra bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Bây giờ ở trong 6 xe hàng của chúng tôi đều có những phong bì. Ở trong đó sẽ có một con số. Các bạn hãy rút thăm thử xem bạn chọn phong bì nào. Ở trong đó có con số mấy. Bạn nào có con số lớn hơn, bạn đó sẽ chiến thắng. Xin mời các bạn hãy lựa chọn trong 6 chiếc xe này. Bất kỳ xe nào cũng có. Vâng, bất kỳ xe nào cũng được. Ở trên đầu xe, bạn Ngọc đã lựa chọn, bạn Thúy cũng đã lựa chọn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những con số may mắn trong những bao thư này. Bây giờ xin mời bạn Ngọc, bạn hãy cho chúng tôi biết số con số mà bạn muốn thăm là mấy. Số mấy đây ạ? Số 4. Wow, một con số khá lớn. Bây giờ thử xem Thanh Thúy hãy mở bao thư của bạn xem số mấy nào. Số mấy đây?
số 6, xin chúc mừng bạn. Rất là may mắn như vậy là bạn đã tìm được con số lớn nhất. Và bạn là người may mắn để bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Xin chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, sau vòng thi này thì bạn Thanh Thúy đã rất may mắn lọt vào vòng thi đặc biệt của chương trình và bạn nhận được số điểm là 1.000 điểm. Còn bạn Hồ Vĩnh Ngọc, tổng số điểm mà bạn nhận được sau các vòng chơi là 2.100 điểm. Và bạn Trang nhận được số điểm thưởng là 500 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Quý vị khán giả thân mến, quý vị có biết không, giải thưởng của chương trình lúc này không phải là 3 triệu đồng nữa mà đã được tăng lên là 5 triệu đồng, một phiếu mua sắm miễn phí tại các cửa hàng của hệ thống thế giới di động.com. Chúng ta có thể tìm mua các loại điện thoại di động cũng như những loại laptop mới nhất ở đây nhé. Và các bạn nhớ rằng hãy sử dụng phiếu này, chúng ta sẽ không phải trả một khoản tiền nào cả, trị giá tới 5 triệu đồng đấy. Thật thú vị đúng không nào? Và ngoài ra chúng ta cũng sẽ nhận được những giải thưởng từ công ty Nhôm Inox Kim Hằng nếu như quý vị là người may mắn trong tuần này. Và hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi của tuần này. Tôi sẽ nhắc lại câu hỏi nhé. Câu hỏi đó là: theo bạn, lễ hội Vespa cổ được tổ chức tại nước ta trong năm 2007 vào thời gian nào? Có 3 đáp án để các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là ngày 29 tháng 3, đáp án số 2 là ngày 29 tháng 4, và đáp án số 3 là ngày 29 tháng 5. Các bạn hãy lựa chọn đi, một trong 3 đáp án mà thôi. Và số điện thoại của chúng tôi thì các bạn đã nhớ đúng không nào? 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8340 nhé. Và chúng tôi sẽ tìm ra người may mắn bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên trên máy vi tính trong tổng số tất cả những cuộc gọi cũng như những tin nhắn có phương án trả lời chính xác. Chính vì vậy chúng ta càng gọi nhiều, càng nhắn tin nhiều thì số điện thoại của quý vị sẽ xuất hiện trong máy vi tính càng nhiều, và chính vì vậy cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình. Nào, hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi ngay để trở thành người chiến thắng. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón bạn Thanh Thúy, người đã có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10, ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim đã trên nụ cười. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10, ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim đã trên nụ cười. Những cô gái của nhóm Nhật Nguyệt đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật tươi vui. Thanh Thúy thân mến, như bạn đã biết, ở đằng sau lưng chúng ta sẽ có 6 ô cửa. Trong đó thì có những số điểm như sau: 300, 500, 2000, 3000, một ô cửa may mắn 16000 và một ô cửa bất ngờ là ô cửa 3 số 0. Lúc này bạn đang có 1000 điểm. Bạn hãy dùng số điểm này để đặt vào các ô cửa. Khi mở cửa ra, nếu điểm trong ô cửa thấp hơn hoặc bằng điểm của bạn đang có, điểm của bạn sẽ được nhân đôi. Nhưng nếu điểm trong ô cửa cao hơn điểm bạn đang có thì điểm của bạn sẽ bị chia đôi. Bạn hãy làm sao để tăng được số điểm của mình lên tới 5000 điểm. Khi có 5000 điểm rồi mà bạn đặt vào đúng được ô cửa may mắn thì cửa mở ra bạn sẽ được những phần quà rất lớn. Nhưng bên cạnh đó là ô cửa bất ngờ, ô cửa 3 số 0. Nếu như bạn đặt vào ô cửa này thì mở cửa ra, điểm của bạn sẽ bị chia đôi và cuộc chơi ngừng lại ngay lập tức. Chính vì vậy bạn hãy thận trọng khi lựa chọn những ô cửa, và bạn có quyền xin ngưng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước xuống phía dưới kia gần khán giả hơn để khán giả có thể hỗ trợ bạn trong việc chọn lựa các ô cửa nhé. Xin mời bạn.
Thúy thân mến, lúc này thì bạn đang ở rất gần những khán giả, những người luôn luôn hỗ trợ cho những thí sinh bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Bây giờ thì bạn hãy thử hỏi khán giả xem, hoặc là bạn có quyền quyết định để mở một ô cửa đầu tiên là ô cửa nào. Xin mời bạn. Xin cảm ơn anh Quốc Bình. Quả thực thì vòng thi này là một vòng thi mang đầy tính may mắn và ngẫu nhiên. Cho nên là thường thì Thúy sẽ... những con số lẻ là những con số mà mang lại nhiều may mắn cho Thúy. Và xin phép khán giả cho con số đầu tiên được Thúy được quyền tự lựa chọn. Những con số lẻ thì Thúy nghĩ rằng số 5 sẽ là con số đầu tiên mà Thúy chọn. Bạn chọn cửa số 5 à? Dạ. Yeah. Không biết là khán giả thấy có nên cửa số 5 không nhỉ? Khán giả cũng có vẻ đồng tình với bạn. Nhưng bạn có thể cho tôi biết là tại sao bạn lại thích con số 5 không? Tôi nghĩ khi mà mình bắt đầu làm một việc gì đó thì chúng ta chọn cái mức quân bình để không quá kỳ vọng mà cũng không quá là thất vọng. Thì Thúy hy vọng rằng, với lại hồi nãy Thúy có nói là số 5 bao giờ những con số lẻ cũng là những con số may mắn với Thúy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ô cửa số 5. Ghế kết hợp da và nhựa cao cấp. Sản phẩm là sự phối hợp độc đáo giữa hai màu trắng xanh, trẻ trung và duyên dáng, thích hợp cho những căn hộ chung cư cao cấp. Sản phẩm do siêu thị Nội thất Phú Sinh phân phối. Và chúng ta hãy xem thử số điểm trong ô cửa này nhé. Số điểm trong ô cửa này là 500 điểm. Xin chúc mừng, bạn đã có sự lựa chọn rất là chính xác. Bây giờ thì bạn hãy lựa chọn cửa tiếp theo đi. Bạn đã có 2.000 điểm rồi. Bây giờ thì Thúy sẽ hỏi khán giả. Xin mời khán giả hãy tư vấn cho Thúy. Số mấy ạ? Số 3. Mọi người nói là 5 rồi giờ 3. Số mấy? Mọi người nói là số 3. Số 2. À, bên này có một khán giả. Cô mặc áo đỏ giống áo của Thúy, cô nói là số 1. Nãy giờ ai cũng nói số 3 và số 2. Nhưng mà vậy là chỉ có một người là số 1 và bạn định là theo số 1 đúng không? Thúy nghĩ rằng những con số lẻ là những con số rất là phù hợp. Nhưng mà số 1 là con số đẹp. Số 1 là con số đẹp. Và bạn quyết định mở cửa số 1 không? Thì quyết định chọn thiểu số là con số 1. Bạn quyết định chọn con số 1. Vâng. Nếu mà mở ra mà làm cửa 3 số 0 thì sao? Lúc đấy sao lại ân hận là không nghe những người thì, khác? Thì lúc đó mình cũng có được một cái sự hãnh diện là mình đã có sự quyết đoán. À, mình dù sao cũng là sự quyết đoán và mình phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá ô cửa số 1. Kềm nghĩa, nhóm kềm thép. Nguyên liệu thép được nhập từ Đài Loan, là loại thép chế tạo chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu chống mài mòn cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác. Có độ cứng đạt tiêu chuẩn với nhiều màu sắc để lựa chọn phù hợp với sở thích và thói quen thường dùng. Không biết là lần này tôi có được đập tay chúc mừng bạn hay không nhỉ? Chúng ta hãy xem số điểm nhé. Số điểm cho cô cửa này là 3.000 điểm. Như vậy là bị trừ đi mất một nửa số điểm rồi. Bây giờ điểm của bạn lại chỉ còn 1.000 thôi. Bắt đầu lại từ đầu hả? Lại từ đầu đó. Không. Và không sao, bên trong vẫn còn một ô cửa nó nhỏ hơn 1.000 điểm. Vậy thì bạn hãy lựa chọn ô cửa này đi. Đó là ô cửa 300 điểm. Nếu như bạn lựa chọn đúng thì điểm của bạn lại được tăng đôi. Nào các bạn, số mấy? Số mấy nào? Số 3, số 2. Số 3. Số 3 và số 2 thì thôi được, hồi nãy mình thiểu số là mình không có may mắn lắm. Bây giờ thì mình theo đa số. Theo đa số ha. Dạ. Mà cũng là số lẻ đúng không? Vận may của mọi người sẽ dùng lại cho Thúy. Hy vọng là như vậy nhá. Số 3. Số 3, xin mở cửa số 3. Mật ong vị honey là sản phẩm uy tín tại Việt Nam, đảm bảo 100% nguyên chất. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Sử dụng mật ong vị honey thường xuyên sẽ giúp da bạn hồng hào tươi trẻ, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Và bây giờ sẽ là số điểm trong ô cửa này. Bạn có cần tôi phải nắm tay bạn để giữ bình tĩnh không? Nhớ đâu nó là ô cửa 3 số 0 là chỉ còn 500 thôi. Số 3, 2 số 0 rồi. Có 2 số 0 rồi. Và con số cuối cùng là số bao nhiêu? Số cuối cùng là 300 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là khán giả đã giúp bạn tăng số điểm của bạn lên là 2.000 điểm. Và chúng ta đã mở ra 3 ô cửa mất rồi. Lúc này thì còn một ô cửa nữa cũng là 2.000 điểm. Nếu như bạn lựa chọn đúng được ô cửa này thì điểm của bạn sẽ được tăng lên thành 4.000. Nhưng
Nhưng... bên cạnh đó, ô cửa 3 số 0 luôn luôn trực chờ. Và ô cửa may mắn là 16.000 điểm. Nếu bạn đặt vào đây thì cũng sẽ bị chia đôi. Vậy thì bạn quyết định như thế nào nhỉ? Yeah. Chỉ có 30% chiến thắng thôi. Liệu bạn có tiếp tục cuộc chơi không? Tiếp tục không ạ? Có nên tiếp tục không ạ? Hôm nay tôi đến đây là để vui chơi là chính, cho nên là tiếp tục. Tiếp tục. Và vậy thì bạn hãy lựa chọn một ô cửa nữa đi để có thể tăng số điểm của bạn lên. Tiếp tục hỏi khán giả. Hồi nãy khán giả nói là số 3 và số 2. Số 2. Hồi nãy số 3 rồi. Bây giờ số... Số mấy? Bên này 4, bên này 6. Số 4. Số mấy? Tại sao lại là số 4 mà tại sao lại là số 6? Thừa thắng xông lên. Xông lên luôn số 6 à? Số 6 biết đâu là 3, số 0 thì sao? Hay là số 4 đi. Khán giả cũng khuyên số 4. Số 4 hả? Các bạn thấy sao ạ? Bây giờ ai nói số 4 giơ tay lên. Rồi, bên này số 4, bên này số 6. Ai nói số 6 giơ tay lên. Có số 6. Rồi thôi được rồi, thì lấy mẫu số chung, thì lấy 6 trừ 4, chọn còn số 2. 6 trừ 4 còn 2. Nào, vậy thì quyết định cuối cùng là con số 2. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở ô cửa số 2. Thực phẩm khô ăn liền Tuyền Ký với 3 loại: thịt bò khô, thịt heo khô và khô mực. Sản xuất theo dây chuyền hiện đại, an toàn thực phẩm, đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2007. Này là bao nhiêu, chúng ta cùng xem nào. Số điểm là 2.000 điểm, xin chúc mừng là ta có 4.000 điểm. Như vậy là điểm của bạn được tăng lên là 4.000. Nhưng mà 4.000 thì vẫn còn nhỏ hơn yêu cầu là phải có 5.000 điểm thì mới có thể mở được ô cửa may mắn. Và như vậy thì bạn phải nói gì nhỉ? Để vào tăng số điểm của mình, bạn phải nói là... dừng cuộc chơi hả? Tất nhiên rồi, phải dừng cuộc chơi thôi. Vì mở cửa ra thì một cửa là 3 số 0 cũng bị chia đôi số điểm. Và cửa kia bạn mở ra cũng bị chia đôi số điểm luôn. Vâng, vậy là phải ngưng cuộc chơi mà thôi. Dạ. Không có sự lựa chọn nào khác cả. Hôm nay đến đây rất là vui và không có gì phải hối hận hết. Bây giờ thì... được giải thưởng như này thì rất là vui. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem những ô cửa may mắn và ô cửa 3 số 0 ở đâu nhá. Theo Thúy thì ô nào sẽ là ô cửa 3 số 0 mà Thúy né từ nãy tới giờ? Chắc là số 6, tại không nghe theo khán giả mà. Số 6 là 3 số 0 hả? Số 6 là 16.000. À, thế còn 3 số 0, cái ô mà chúng ta cần phải né á, theo Thúy số là số 4. Số 4. Ừ, bây giờ chúng ta thử khảo 32 ô này nhá. Cho chúng tôi xem trong ô số 4 có phải là cửa 3 số 0 không nào. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Và số điểm của ô cửa này là 16.000 điểm. Vậy là bạn rất may mắn khi bạn không lựa chọn ô số 6 đúng không? Chắc chắn ô số 6 là ô cửa 3 số 0 rồi. Và xem thử xem trong ô số 6 là sản phẩm gì nào. Xin mời ô số 6 mở. Máy lạnh treo tường Alaska, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, lốp máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện do siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Và chắc chắn ô này là ô cửa 3 số 0 rồi. Bạn đã rất tuyệt vời khi né tránh được ô cửa này. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá hết 6 ô cửa của siêu thị may mắn. Bây giờ thì xin mời bạn cùng trở về sân khấu để nhận những giải thưởng của ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau khám phá tất cả những bất ngờ, những sự vui vẻ ở chương trình may mắn. Và Thanh Thúy là người may mắn nhất có mặt trong vòng đặc biệt và đã nhận được giải thưởng tới 4.000 điểm. Xin được chúc mừng Thanh Thúy. Và chúng tôi cũng biết rằng chương trình may mắn đã mang lại cho quý vị thật nhiều niềm vui đúng không nào? Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Và xin cảm ơn công ty Đệm Vạn Thành đã tài trợ cho chương trình này. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ rất hiệu quả của công ty phân phối máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh và nhãn hàng thời trang Zozo. Chúng tôi cũng mong rằng các nhãn hiệu Việt Nam hãy cùng tham gia với chương trình, góp phần tôn vinh hàng Việt. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 823-5963, công ty Cát Tiên Sa, 5B Nguyễn Đình Chiểu. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong chủ nhật tuần sau.